Hiện nay cả nước có 326 khu công nghiệp, khu chế xuất với tổng diện tích 95.600 ha. Trong đó có 251 khu công nghiệp đã đi vào hoạt động với tổng diện tích là 66.200 ha. Khu vực Bắc Bộ tiếp tục tăng cao nhờ đà tăng trưởng mạnh của ngành sản xuất công nghiệp, dẫn đầu là Hà Nội, Bắc Ninh và Hưng Yên. Theo các chuyên gia bất động sản, sức hấp dẫn của bất động sản công nghiệp Việt Nam cao hơn mức trung bình của khu vực. Môi trường đầu tư, kinh doanh liên tục được cải thiện và cũng đã và đang thu hút ngày càng nhiều dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. Sức hấp dẫn này tiếp tục được thúc đẩy bởi các yếu tố, chi phí lao động thấp, giá thuê đất hợp lý, thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp ưu đãi. Kế hoạch phát triển đến năm 2020, tổng diện tích đất đai phát triển bất động sản công nghiệp sẽ tăng gấp đôi. Đặc biệt, năm 2019 và năm 2020, bất động sản công nghiệp sẽ là xu hướng chủ đạo, cả ngắn hạn, trung hạn và dài hạn. Đây sẽ trở thành phân khúc có đà phát triển rất tốt nếu như nhà đầu tư biết nắm bắt cơ hội và nhà nước có chính sách khuyến khích, hỗ trợ, tạo điều kiện cho thị trường phát triển tương xứng với tiềm năng sẵn có.